Poodle trong tiếng Đức là Poodle có nghĩa là thợ lặn ở Pháp gọi là Canis có nghĩa là chó săn vịt. Ở Việt Nam, những bé cún này được gọi là chó bút đồ. Cùng chúng tôi tìm hiểu về giống chó này nhé! Theo một số tài liệu, người ta cho rằng tổ tiên của giống chó Poodle là ở vùng Trung Á, tuy nhiên tại Hungary, Pháp và Nga thời đó cũng xuất hiện khá nhiều những giống chó lông xoan một số ý kiến khác lại cho rằng, tổ tiên của Pudo là giống chó ba bét Bắc Phi từ đảo Iberian rồi được đưa đến Go Tây Âu, hoặc là loài lai tạp giữa nhiều giống chó săn dưới nước của Tây Âu và Nga. Nhiều nhà khảo cổ nhấn mạnh, chó Pudo thuộc dòng chó cổ xưa, nhiều hóa thạch cho thấy điều này. Nói chung, nguồn gốc thật sự của Pudo vẫn chưa chứng thực, hộ khẩu của em nó vẫn chưa biết ở đâu. Hiện nay, gia phả của chó Poodle gồm có 3 chi dòng chính gồm Mini, Toy và Standard Poodle nhưng số phận 3 dòng này lại hơi nghiệt ngã và hai dòng phụ là Tiny Poodle và Teacup Poodle. Người Pháp dùng Standard Poodle để bắt vịt nước, vịt trời nên chúng còn có hung danh là chó săn vịt. Mini Poodle thì làm lính đánh hơi để tìm nấm trong rừng sâu bởi khả năng đánh hơi thần sầu. Còn toy poodle thì số phận quý tộc sống sung sướng do làm bầu bạn sugar baby cho giới quý tộc. Thời kỳ phục hưng chúng được đặt trong ống tay áo mang theo nên có biệt danh nữa là chó tay áo. Phần loại chó poodle, dòng lớn nhất là standard poodle với chiều cao khoảng 45 đến 50 cm và nặng đến 35 kg. Bộ lông mang nhiều đặc điểm nổi bật của họ poodle như lông săn xù, mắt nhỏ tròn, mõm dài nhọn. Poodle standard không được nuôi nhiều tại Việt Nam do người Việt thích nuôi Poodle size nhỏ, phù hợp sống tại các căn hộ. Trái lại, standard Poodle rất được ưa chuộng trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Miniature Poodle có size nhỏ hơn một chút so với dòng standard, miniature có chiều cao khoảng 25 đến 30 cm và nặng tối đa 9 kg. Chúng cũng không phổ biến tại Việt Nam nhưng được ưa thích trên thế giới. Toy Poodle, chiều cao khoảng 25cm và cân nặng từ 4 đến 5kg. Dòng Poodle nhỏ bé này có số người ưa thích khổng lồ vì quá dễ thương, thân hình vừa phải phù hợp sống trong không gian nhỏ như chung cư, căn hộ. Thân hình siêu bé với chiều cao dưới 20cm, nặng không quá 3,5kg, có đôi tay dài hơn giống Poodle khác, Tiny Poodle xinh xắn, đáng yêu như ti cắp, sức khỏe lại tốt hơn nên rất được ưa chuộng. Ticap Poodle, thân hình nhỏ như cốc trà với chiều cao dưới 15cm, nặng dưới 2kg, ticap sức khỏe yếu, có tuổi thọ từ 4 tháng 5 năm, bằng 1 phần 3 dòng khác. Nhờ sự nhỏ bé đáng yêu mà chúng vẫn rất được săn đón. Ngoại hình của chó Poodle, đặc điểm dễ dàng nhận ra là loài chó này có bộ lông xoăn và xù như mì tôm. Đặc biệt chúng có cơ chế mọc như tóc người, để càng lâu thì càng dài, tỉa bớt sau đó lại mọc tiếp. Màu lông của Pudo rất đa dạng, mơ vàng, nâu sữa, sô-cô-la, cà phê, trắng tuyết. Pudo có da đa sắc tố, màu da thường sẽ trùng với màu lông. Tai to, dài và phẳng, thường trong rủ xuống hai bên má. Chân trước và chân sau có chiều dài cân đối so với chiều cao cơ thể. Bàn chân nhỏ, hình ô van. Phần bắp đùi và mông có cơ săn chắc, khá đẹp mông của chúng tròn không sệ đuôi thẳng đứng hướng lên cao. Tính cách của chó Poodle, giống chó này luôn làm người khác phải thương yêu, nhiều lúc lại hơi ngốc nghếch, ngờ nghệch hay quấn quýt chủ nhân nên dễ đào tạo. Chó Poodle có linh tính cao, biết nhận biết người nhà, ai là em nó thấy sẽ sủa liền. Chúng tiếp thu dạy bảo rất nhanh kể cả thói hư tật xấu của chủ nên bạn đừng để nó thấy nhé, sẽ học theo đó. Poodle được xếp hạng cùng với Border Collie, Alaska là ba giống chó thông minh nhất thế giới. Poodle là một học sinh xuất sắc, khá dễ dàng trong việc huấn luyện do chúng tiếp thu và học hỏi rất nhanh. Nếu bạn muốn một chú chó trung thành hãy nuôi Poodle từ nhỏ, chúng sẽ coi bạn là chủ nhân duy nhất, luôn quấn quýt và chạy theo bạn khắp mọi nơi. Đây là cũng một giống chó tinh nghịch và đáng yêu, Poodle thích được nô đùa, chạy nhảy mỗi ngày nếu không chúng dễ trở nên cáu kỉnh cắn phá đồ đạc sủa nhiều tính tình bất ổn nếu được yêu chiều và vuốt ve chú sẽ vui vẻ hiền lành và hoạt bát cu đồ rất thân thiện với trẻ em chúng có thể chơi đùa cùng những đứa trẻ mỗi ngày đối với vật nuôi khác chúng thể hiện rõ sự hòa đồng không vô cớ gây sự cu đồ cũng không cắn người đối với người lạ chúng hay dùng cách sủa và gầm gừ để đưa ra lời nhắc nhở nhưng bạn cũng không nên quá nuông chiều mà không dạy dỗ cún từ nhỏ sẽ khiến chúng trở nên khó bảo và phá đồ đạc lung tung. Chế độ dinh dưỡng, những chú cún pudo khá kén ăn và hay mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Do đó, chế độ dinh dưỡng dành cho chúng là điều bạn nên quan tâm trước khi quyết định nuôi pudo. Pudo từ 2 tháng 4 tháng tuổi, đây là giai đoạn đã cai sữa mẹ. Hãy tập cho cún ăn thức ăn mềm, đã say nhuyễn mỗi ngày, cho chó ăn 5 bữa cách đều nhau. Lượng thức ăn vừa đủ, có thể bổ sung thêm chút sữa ấm. Giai đoạn 4, 6 tháng tuổi, chúng có thể ăn các loại thịt như bò, gà, heo sắt nhỏ, trộn với cơm nhão. Nếu ăn hạt thì nên ngâm mềm, ngày cho ăn 4 bữa, nhớ bổ sung sữa và rau củ cho cún đủ dưỡng chất nhé. Từ 6 tháng tuổi trở lên là thời kỳ bộ lông của chúng đang phát triển nhất bạn nên cho cún ăn thức ăn giàu protein như thịt bò, cá. Với trứng vịt lộn chỉ ăn 2, 3 quả một tuần, không nên ăn nhiều quá. Sau 6 tháng tuổi, cú đồ chỉ cần ăn 3 bữa một ngày. Thực đơn luôn phải đầy đủ dưỡng chất, canxi, vitamin, tinh bột, chất xơ và chất khoáng để pú đồ phát triển khỏe mạnh nhất. Sữa rất tốt nhưng đường ruột của pú đồ kém, uống nhiều dễ bị đau bụng. Sữa chỉ nên là bữa phụ, ngày uống một lần cho poodle ăn đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc cho ăn dồn dập, không tốt cho hệ tiêu hóa. Luôn chuẩn bị nước sạch cho cún. Vệ sinh khay đựng thức sạch sẽ. Hạn chế cho ăn nội tạng động vật, tuyệt đối không được cho poodle ăn các loại xương cứng, đặc biệt là những bé cún nhỏ tuổi. Vệ sinh cho poodle với đặc tính xoăn, dày, không dụng và nhanh dài bạn phải chăm sóc cẩn thận bộ lông của chúng lông tai, mặt quá dài sẽ che hết mặt bạn nên cắt tỉa lông cho cún khoảng 2 tháng một lần. Để lông không dối và có bộ lông đẹp, bạn phải dùng lược có gai mềm để chải hàng ngày. Nên tắm cho cún khoảng 2 lần một tuần bằng sữa tắm riêng. Mùa đông nhớ sấy ngay sau khi tắm kẻo cún bị cảm lạnh. Huấn luyện chó Pudo, đây là loài chó thông minh nhưng bạn vẫn nên nuôi dạy chúng từ khi còn nhỏ. Sẽ rất khó dạy nếu đợi cún có thói quen xấu. Hãy dạy cún đi vệ sinh đúng chỗ, đứng hai chân, ngồi, nằm. Giá chó poodle, giá của những bé cún poodle thuần chủng sẽ không dưới 5 triệu đồng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm mỗi con, xuất xứ, các dòng poodle, màu sắc, chó nhỏ hay đã trưởng thành. Chó sinh sản tại Việt Nam có giá 5-8 triệu. Toy và ti khó nhân giống nên giá từ 12 đến 15 triệu, standard không giấy từ 9 tháng 12 triệu. Chó nhập từ Thái giá 13 đến 20 triệu và tới 60 đến 100 triệu nếu từ Âu Mỹ. Trên đây là một số chia sẻ trong việc nuôi chó Poodle, hy vọng rằng bạn đã có thêm một số kiến thức cơ bản và sẵn sàng nuôi dạy một chú chó dễ thương như Poodle nhé.